Hello, nghe rõ không Dạ, cậu? chào bố. Dạ, nghe rõ. Tôi đang đi biểu tình nè, tôi đi lên đó tôi đi biểu tình. Ok, thì nói chuyện về cái vụ lịch sử hoài, tao mới thấy mệt tôi quá. Tôi kể tôi nghe một cái chuyện này rồi, hồi xưa tôi lính, có tại tao nói là tụi bây rồi, tao nằm đây được chú ý, tôi nghe Bên một bố bị cái ù ù cái gì đó, bên bố gì âm thanh không rõ. sao không rõ, tao đang Nó đi rờn xe rờn mà. rờn nhạt nhạt đó. À, nó ù ù, nó bị như bị nhiễu hay sao, nhiễu âm thanh ở ngoài hay sao á. Đang Hoặc là bố có mở cửa, bố có mở kính không vậy, đóng cửa lại. nó ù ta. Thì thôi tao tắt cái Bluetooth đi, tao nói không được không? Nói không Đúng tao không rồi, nghe cắt tụi Bluetooth đi. bay. Tao không nghe tụi bay. Nghe ai đâu, có mình con chứ ai đâu. Thôi được rồi. Để tắt Bluetooth hả? Sao kỳ ta, mỗi bữa nghe không? Đấy, thêm cái nghe rõ chưa? Rồi, nghe rõ rồi. Này không chịu một cái, không chịu hai, không chịu chơi, không chịu ai, nó chịu đúng luôn. Tao nói cho mày nghe cái đây tao cũng đã nói rồi, cái môn lịch sử rất là quan trọng mà lịch sử thì không thể thay đổi được. Ở đây thì tao muốn nói trên một nhân vật, chắc biết tụi bay chắc lẽ là cũng biết là Duy Nguyễn không? Gamer Duy Nguyễn hả? Có nghe, có biết không? Rồi Biết Duy Nguyễn không? rồi bố Duy Nguyễn là một biết chứ, danh danh là một một cái coi như danh gì ta, doanh nghiệp lại khá là gamer. Mà cái anh chàng này rất là hay, và anh chàng này cũng có một tư tưởng yêu nước rất là nồng nhiệt. Anh này chàng này nói một cách khác là lịch sử, là có một lịch sử là anh khoái lắm, mà anh hầu như anh thuộc Đinh Lê Lý Trần, thậm thậm chí là thuộc Lào luôn, là thuộc là từ tân cơ kẻ tóc rồi tận đến nào sinh nào vua nào ở trị vì lúc nào được hay, kể cả chuyện Tàu luôn, đủ thuộc luôn, hay lắm. Cho nên vì của tụi nó tất cả những người, những đứa mà thuộc người dạng coi như là phía bên kia mà bước bước màn dung thuộc là ý mình nói là khác quan điểm với mình đó, không bao giờ dám lên cái diễn đàn của Duy dạ Nguyễn, bởi vì đụng nó là chết, đụng nó là chết. Nó có chứng cứ, có lý luận, có đó là dạ gì? Đó là do cái học môn học lịch sử, phải không? Mà Duy Nguyễn thì thằng này là chuyên, dạ nó rất là giỏi về lịch sử. Thật ra cái diễn đàn của Duy Nguyễn là nó đặt đúng lên để rồi dạy cái tụi trẻ trâu. Trẻ trâu là gì? Trẻ trâu có thể là những cái tuổi dạ mà nhảy giống như nông dân lên nói là 17, 18 tuổi mà không biết gì về lịch sử, mà hay châm chọc hay xỉa xói, bởi vì họ nghe những cái diễn đàn phía bên kia sai về về nói tố chứ, nói chung là nói bậy đi bạ, rồi coi như tẩy trắng lịch sử thì gặp Duy Nguyễn là chết. Thành ra chính vì cho nó nó mới đẻ là một cái diễn đàn gọi là diễn đàn kẻ đâu đánh trên đánh gì kẻ đâu. Thì muốn nói đẹp thì cái thằng Duy Nguyễn nó rất là hay và rất là giỏi về lịch sử, mình phải nể phục đó. Nó rất có lợi, về cái mặt là đó, anh chàng này thì gamer nhưng mà rất là giỏi về lịch sử. Mình cũng không cần phải bàn tán nhiều, bởi vì cái này nãy về thì con cũng nói cái vấn đề kiến nghị, cái này chỉ là một cái kiến nghị đưa lên thôi, chứ cũng chưa có cái gì gọi là chính xác để mà Bộ Giáo dục Đào tạo và mà quyết định cả. Cái này trong lúc mà ta cứ đề nghị thôi, mà bố nghĩ theo theo bố nghĩ thì nhiều nhân vật ở trong nước và ngoài nước, những người mà có trí thức đó, họ đã phản ứng rất là lớn mạnh, thì tôi nghĩ là bộ và tạo sẽ xem xét lại thôi, chứ không có cái gì có quan trọng đâu, không đừng lo lắng. Tao muốn nói lên một điều là coi như là chắc chắn là họ sẽ nghĩ lại. Cái môn học lịch sử đó, rất là quan trọng, giống như nông dân nói đó, khi mà muốn tiêu diệt một dân tộc nào đó là tiên phải tiêu diệt cái lịch sử hoặc là cái văn hóa, cái giáo dục trước. Thì vậy thì hôm trước mốt cũng lên với lại ba Peter Nguyễn thì cũng nói vấn đề coi như Hàn Quốc là theo chân Mỹ và cũng đã làm theo cái trò này, có nghĩa là bỏ cái giáo dục chỉ thực hiện ở 5 năm à. Thì học sinh Hàn Quốc không biết nó nguồn gốc của Đức Hàn Quốc ở đâu ra luôn.
và họ nó dốt đặt cán bay luôn, mà nó chỉ biết là nước Mỹ rồi nước Anh nước Pháp rồi, mà ra châu Âu là phương Tây á, thì nó rành, mà đất nước bản địa của nó không biết nó đâu ra luôn, rồi nó dốt đặt cán bay luôn, thì nó vì chỗ đó thì nó phục hồi lại rồi, tất nhiên là nó đã thất bại và nó đã phục hồi lại và dạy bây giờ cái dạy rồi, thì đó là một cái bài học mà chắc chắn là nhà nước ta và những người trí thức của Bộ Giáo dục Đào tạo phải xem xét lại. Thôi mình cũng không nói nữa, thì trong cái dịp vào 30 tháng 4 này ta kể một chuyện vui, ta kể một chuyện vui và chuyện này có thật ở trong cuộc đời lính của ta. Ngày xưa ta đi lính thì tao được may mắn là ta ở đại đội chỉ huy, đại đội chỉ huy thì nó đỡ chết, còn ra tuyến ra các đại đội nhỏ thì lại dễ chết hơn, chẳng có thằng nào mà ra trường mà 6 tháng mà còn sống ở trên đủ, cứ bổ sung quân số hoài. Thì có bữa đó tao nghe được má thằng quyết ba thằng kia chuyên ba đứng, mà đứng thì là nó được bôn ban máy truyền tin cho đại đội chỉ huy, nó gọi chứ đại bàng gọi kiếm sẻ trả lời, nghe bên kia nó hơi dép râu nghe đùa đùa quá đùa quá, tất nhiên là mẹ bà nó đùa quá, cái đặc lệnh truyền tin là cái bí mật của truyền tin mà của các tiểu đoàn đưa xuống mà đủ, mà sao vậy cậu nó biết được cái trả lời tôi giúp rồi đi khe cái mà đứa nó chết mẹ đại quý lỗ rồi lỗ đi lỗ 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 được nó sẽ thay rồi là đặc lệnh truyền tin nó mã quá trên là kêu đường thiên thai đồ quá cười chết mẹ luôn, tao nói cho nghe đồ đồ là gì đại bàng gọi chim sẻ trả lời chim sẻ nghe đồ má giúp râu nghe đây đồ đại bàng trả lời đồ tao nói cho mình nói giờ đi có nghĩa là cái thời chiến tranh đó đồ hầu như là cộng có nằm khắp nơi, kể cả quân đội nó cũng nằm luôn, đồ mà học quân đội là chuyện nhỏ, tao cũng đã kể bên ngoài đó có những bạn mà đi lính chung mà lúc mà giải phóng xong nó làm chủ tịch xã đồ nó mất ngày trước hay sau rồi thì có nghĩa là hầu như cái lòng dân và đi theo cái cách mạng mình nói sơ sơ là mặt trận giải phóng miền Nam là rất là đông và hầu như nó nằm khắp nằm hang cùng ngõ hẻm, nó nằm đâu nó cũng nằm cả, cái đó là một cái chiến tranh nhân dân, mình hẳn nói thầy mình phải nói công nhận là hay, là chiến tranh nhân dân có nghĩa là ở đâu cũng thấy rồi người Việt Nam cái người dân mình theo cái phía gọi là các bạn rất là nhiều, nó hẳn là vậy, ở đâu cũng có, nhất là cái đám lính địa phương quân. Địa phương quân là gì? Địa phương quân là người dân ở trong cái địa phương đó ra làm lính, gọi là lính địa phương quân, đại khái là vậy, mà trang bị vũ khí rất là thô sơ, thì hầu như ban ngày là lính, ban đêm là cộng sản hết rồi đó, đồ quá cổ lắm, lính sư đoàn người là chính quy sư đoàn năm hay là chiếm cái chỗ nào giao cho địa phương quân giữ là đồ bảo đảm mày 24 tiếng sau đồ yên, nó đi chạy đi cũng quá đốt trả là gì không à, đồ rất kỳ vậy đó. Đó một cái khác nữa thì đây cái tháng này tháng tư ở bên này gọi là tháng tị đen, thì cũng giống như Mỹ kia nói đủ cái đen hoài đủ quá sao không đỏ đi trắng hoài đủ đó đen hoài đủ phải đen thôi là tại vì không làm sao được, đó là đen rõ ràng là đen thôi gì làm sao mà không đen được đâu, từ 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 thằng nhỏ cho đến thằng lớn, từ dân cho đến thằng lính rồi từ bộ binh rồi thậm chí hầu như tất cả là như là nó như cộng nằm mẹ thấy ráo rồi đụng má không còn đâu nữa, không chạy lần trời nào mà thắng, bởi vì tao mới nói khổ ở đây á nó còn tao nói sao ta có nghĩa là 47 năm rồi tất cả cái chuyện đó đã lắng xuống rồi, nhưng mà cứ mỗi lần cái mùa 30 tháng 4 hoặc cái mùa tháng tư á là tự nhiên là mấy con dịch lạc đẹp rồi má nó bắt đầu nó sủa dịch mà nó bắt đầu nó sủa như chó rồi má nó cứ sủa tới sủa lui sủa lui sủa ngược rồi nói toàn là những chuyện rồi má dịch mà sủa như chó rồi quá là biết rồi dịch rồi mà không phải là con dịch mà là sủa tiếng con chó rồi má khổ vậy đó, vì đó nó thiệt vậy tao trẻ nản lắm và hay nói những câu những cái tao đặt tên là những tiến sĩ sa quả đó, có nghĩa là đủ nói chuyện ngồi trên ngồi ngồi ăn cơm với muối mà nói chuyện trên núi đó, rồi hồi toàn toàn là một cái đám đồ khi mà thất nghiệp ăn tiền trợ cấp rồi làm neo này cái mà bàn chuyện lớn không nha, rồi má làm sao để lật đổ chế độ rồi kia làm thế khiếp kia rồi má tao nghe tao cười ngắt rồi má cỡ như tụi bay rồi má là con kiến con dế rồi má tại nó không thèm làm thôi chứ thèm làm nó giết cho cái một rồi má mệt rồi má tào lao hết biết toàn là chuyện rồi. Coi như là phủi tấm lịch sử rồi mà làm gì thằng Mỹ nó thua đủ tại vì nó không thèm đánh nó thua đủ nó không thua đủ nhưng mà sách 58.000 rồi hổ nó kỳ lắm kìa, nó nói nhiều cái chuyện mà mình cảm thấy là mình thúi không chuyện không 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 ngửi được
đâu phục hồi là đủ mấy hiệp định Paris đấy má thì cái đồ má bây giờ nó còn nhắc lại cái chuyện nữa, tôi buồn cười thì tôi không cười khi mà cười không còn gì rồi nói tào lao mà tào lao mà cái mình hết chỗ nói luôn đủ vui lắm rồi vô công rồi về rồi mà không có làm con mẹ gì chứ tối ngày nữa mở diễn đàn chửi lộn với nhau vui lắm. Rồi ở trong Việt Nam mình có mấy tên mấy có mấy thằng em mấy thằng cháu cờ nó đại khái là rôm ra là coi như là người là phe ta đại khái vậy lên chọc ghẹo u má nó chửi tưng sự bừng luôn đồ quá đồ quá khổ đồ đâu có làm ăn được con mẹ gì đâu đồ kêu bằng vỏ mồm á kêu bằng vỏ mồm á đồ nói mồm cho nó sướng miệng đồ má. Trời ơi khổ thiệt tình. Rồi người ta mới hôm qua đây nói gì thì nói những lúc gần đây á Việt Nam mình tao thấy đáng sợ kia đây tôi về tôi đi chim tao tham quan xây những cái cầu mà thấy khủng khiếp thì luôn má rất là lộng lẫy mà đi theo kịp thời đại có nghĩa là cái cầu đó cũng là du lịch luôn cái cầu kiến mà hiện giờ là dài nhất luôn má luôn mày Việt Nam mình ở đâu ở chỗ tây tao quên Dạ. rồi tao mới 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 lên có nghĩa là mày phải nói là một cái điều là đất nước Việt Mộc Nam mình kia Châu nó đẹp Sơn quá La gì đó. à Mộc Châu đúng rồi Mộc Châu Sơn La à, cầu kiến cái cầu đó để khách du lịch tới được để mà lấy tiền đó nói chung là hầu như Việt Nam mình rất là đẹp rồi thấy những cái ruộng lúa của Hà Giang tuyệt vời kỳ này ta về ta mới đi Tây Bắc mà đó nói thẳng một cái mà hãy nói ra Việt Nam phát triển thì bắt đầu nó chửi đồ mấy Việt Nam mình được cái gì nó cũng chửi cái gì đúng không đồ mà nói xâm nhập gì thị trường xe hơi Việt Nam mình xâm nhập với Mỹ này kia thì đủ mới nói chê nó bay đi đủ mình Việt Nam mới làm mẹ gì dặn ốc vít cổ sông này kia cái đủ thứ chuyện đủ lý do để mà nó ngồi nó chửi rủa nó buồn cười lắm rồi nó nói chuyện là đủ cảnh sát Mỹ là đủ mà rất là đứng đắn rất là ấy đủ mà sao tao muốn tao ghét tao muốn tao luôn đủ má cảnh sát Mỹ đủ má không đi bảo vệ dân mà vô trong đe dọa dân đi ăn cướp tiền nữa đủ má thấy rằng đủ nói chung là nó nói ngược 100% nó thẳng vậy nó nói ngược hết á đụ mà không có gì mà nó đúng chứ ngược hết đụ thu trời ơi rồi cái vụ mà có mấy cái lời bố nói về cái vụ học hành từ lớp 1 đến lớp 12 là miễn 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 học phí của bên Mỹ rồi nó đâu có biết đâu tao cũng đã tao với anh Phượng đã nói cái rồi không cần phải nhắc lại đó nhưng mà nó đâu có nghe nó vẫn ông ống mà nó vẫn chửi nó vẫn nói đụ ma khổ vậy đó đụ ma tranh đấu đấu tranh tự do dân chủ tao có biết tự do dân chủ tao thiệt mày tự do dân chủ Việt Nam thằng Mỹ này đủ mà không bì kịp mà không đủ tư cách để mà nói chuyện bởi vì khi ta mà hiện giờ dân chủ tự do giữ quá thừa nó thừa mứa đến mức độ là đủ mà nó chán lắm luôn quá lố luôn tao cũng đã từng nói tụi rồi đó đủ tự do dân chủ của Việt Nam mình là sụp việc càng kêu bằng đủ nó tuột dốc mà đủ phải lấy dây kéo lại đủ nó không giống như Mỹ đủ ta thấy rõ ràng thậm chí nhiều khi rồi cảnh sát giao thông phạt ta thấy tội rồi tội tội mấy cảnh sát giao thông thiệt ủa mà bên Mỹ mà kiểu đó là nó bắn cho mình vỡ sọ luôn à, mà. Khổ một năm như vậy đã thống kê của Đức của từ tờ New York Times là mấy ngàn người chết vì bị cảnh vì 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 bị cảnh sát bắn tự do dân chủ kiểu vậy rồi rồi tao hỏi mày tự do dân chảy sung sướng mà làm gì mà nỗi nghèo đói để nỗi phải tự thiêu đồ bên linh thượng lên ngay cho tổng hành dinh của quốc hội đồ là coi như thượng viện mà để mà đi thiêu tự thiêu à, Việt Nam mình chưa có giờ có chuyện đó cả tù tự do chủ ghê thiệt ta đồ ốm là nó sống à, mà nó rõ ràng nó nói nó lên diễn đàn nó nói người vậy nó nói có cái buồn cười chỗ này nè à, tao nè người ta chửi thằng Joe Biden đó đụng tổng thống nước Mỹ như chó vậy đụng không ai làm tao đụng nó chửi tiếng Việt mà đụng má Mỹ sao nghe được đụng quá mày ngon mày chửi tiếng Mỹ đi mày nghi mày chửi mày đụng nó nói nhiều chuyện mà buồn cười lắm kìa đụng má thằng Mỹ hiểu đâu có biết tiếng Việt đụng má thằng Mỹ mày ngon mày viết cái Twitter hoặc là mày viết cái gì mà chửi đi đụng quá tôi lên cho FBI cho coi đụng nó còng đầu mày đụng má nó dốt chết mẹ luôn cái đụng tưởng gì chửi mà tiếng Việt đụng trời ơi đụng má thiệt tình tụi mấy này nó khùng nó thuộc ngoại dạng cái như là hết biết rồi rồi điên rồi tao đó rồi rồi dịch mà nó sủa như chó vậy hả đúng hết khó vậy thiệt tình rồi tại à, tao đi biểu tình mà đụng tới đây ăn đi vô nhà hàng ăn đã ăn đã rồi chiều tao mới đi biểu tình được quá chán thương quá khổ tào lao thiệt khổ ghê thì à, cái vấn đề lịch sử thì con các con yên tâm có nghĩa là nghĩ là bộ cô giáo dục đào tạo sẽ nghĩ lại và bởi vì gặp
phản của tất cả mọi người, kể cả dân chúng, người trí thức, thì tất nghĩa người ta phải suy xét lại. Bởi vì mình cũng đã nói rồi, nó phải là một người nói, cả nước đều nói, thì đương nhiên người ta phải chấp nhận. Đây đây là tự do dân chủ đó, đó là tự do dân chủ đó. Tự do dân chủ thể hiện bằng một cách văn minh, có nghĩa là anh khi rõ ràng người đây không quyết định nha, ta chỉ kiến nghị thôi, đúng không? Ta kiến nghị thôi. À, nhưng mà bộ bộ quốc gia nó đâu có bao giờ nó đùng một cái hay đó ngày mai nó học cái này là không có. Người ta chỉ thăm dò dư luận và dư luận được quyền lên tiếng, thì bây giờ chúng ta lên tiếng đó, đó là tự do dân chủ một cách tuyệt vời, đúng không? Chưa, nó rõ ràng như vậy. Chúng ta đều được quyền, người dân được quyền lên tiếng, mà đúng thì lên tiếng, sai thì coi như là ta bác thế thôi. Người ta cũng phải họp hội đồng rồi lúc ra chứ không phải đơn giản thôi. Nhưng mà những cái tiếng nói của mình rồi tiếng nói của người dân, những người kiến thức, những người trí thức trong nước rồi những người kia thì chắc chắn là họ sẽ xét lại thôi. Không con căn tắc con đừng có băn khoăn, cứ đừng có lo. Tao nghĩ là chắc chắn là vậy, bởi vì đối với tao á, cái môn học lịch sử là cái môn học rất ư là đặc biệt và rất ư là cần thiết, là bởi vì con cháu chúng ta phải hiểu lịch sử nước ta thì chúng ta mới mới, 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 mới yêu được đất nước của mình đó. Chứ nó không phải như lịch sử Mỹ là lù một cái lịch sử ô hợp, là bởi vì đất nước Mỹ là một nhiều giống dân chứ không phải là một giống dân, thành ra nó thuộc về Đúng bên rồi, kia bằng cái nồi thập cháo cửu quốc. heo cháo ở nó thờ Trung Quốc, chứ nó không phải là nguồn. Còn đất nước ta là có một đất nước có nguồn gốc, có cội nguồn đàng hoàng. À, khi nói về lịch sử nước ta thì tên cả tuyệt vời, nó đẹp từ hình thức, nó đẹp đến nỗi mà tất cả mọi người nước trên đất thế giới đều muốn, nó thèm thuồng nước miếng nó chảy ra, nó đòi xâm chiếm hoài à. Mà xâm chiếm chúng ta chống rồi, nó đẹp thì người ta mới giống như cô có một nàng con gái vậy, nếu ta xinh đẹp á thì đương nhiên có nhiều người đi theo, chứ còn mấy cái què hoặc đuôi mù thì có ai đi theo đâu. Chứ như vậy thì đất nước mình cũng vậy thôi, tao ví von là vậy cho tụi mày hiểu. Ok, tôi bổ sung chút xíu thì thôi, chứ còn muốn tới giờ làm rồi, nói bung lung mà là chẳng có chủ đề. Con bạn tao thì đánh tao không có chủ đề, tôi riết tôi thích lúc nào nói lúc đó, mà tao tao ta có cái ý gì thì là tao lên tao phan thôi, chứ thực chất là tao không có chủ đề, tôi riết chứ không phải. Từ rồi khi nào mà tao với anh Phượng lên mà ví dụ muốn nói cái gì đó thì phải nói, ổng nói ổng nhắn tao hôm qua thì sáng nay bữa nay tao thì nói ổng có chủ đề, mà ra tao tao cứ phan tuốt, tao thích tao biết cái gì tao phan cái đó thế thôi. Ok thì con cứ tiếp tục đi. Ok thì bố vô mới làm rồi. Ok bố, cảm ơn bố Rồi nha. ok con rồi.